hiện tại bây giờ thì em đã vừa gỡ đồ xong và trước mặt các bác đây đó là toàn bộ combo của anh Sơn ở Bắc Giang. Đầu tiên cấu hình này thì em đang sử dụng đó là loa G12 của Kureri. Đây là một dòng mà rất là cao cấp của bên em. Cấu hình gồm có đầy S46 này, vang F5 này, sub Kureri này, loa Kureri G12. Đó. Ok, và bây giờ bên em bắt đầu bóc ra, tại vì trong quá trình đi thì hơi mưa một tí nên là thùng nó hơi bị móp méo một tí. Đây là phòng khách nhà anh đây. Trước mặt các bác đây đó chính là Mr. Hùng. Đây, loa Kureri G12. Đây là một dòng loa của bên em, đó là hàng nhập khẩu, nguyên thùng nguyên hộp. Dòng loa này thì em đã giới thiệu đến các bác rất là nhiều rồi. Đây là một dòng loa kiểm âm monitor Bass 30. Với những dòng loa kiểm âm Bass 30, những dòng loa mà thiết kế ra để làm loa kiểm âm thì cái chất âm của dòng loa đấy cũng hết sức là đặc biệt so với những dòng loa khác. Và giá hiện tại là hãng đang hỗ trợ bên Vinh Long Rể rất là tốt. Đây, em đã lắp lên xong, xin mời các bác cùng xem Kureri G12. Hiện tại với sản phẩm này ngày trước thì gần 20 triệu, nhưng mà hiện tại bây giờ thì hãng đang có chính sách rất là tốt, hỗ trợ Vinh Long Rể có 15.200.000. Đây là sub Kureri. Đây là một dòng sản phẩm mà đã về bên em khá lâu, nhưng hiện tại thì bây giờ nhiều nhà đấy em phải cắt phần sau ra rồi. Tiếp tục là đẩy Ericsson S46. Đây là cục đẩy công suất 4 kênh 600W một kênh. Đó, các bác có thể xem nguyên thùng nguyên hộp. Tiếp tục là mic DB Acoustic K4. Đây là một dòng mic được nâng cấp bởi DB 350, cải thiện một chút về thiết kế, về chất âm, được nâng cấp một chút. Với những dòng mic này là dòng mic giá rẻ và chất lượng rất là ok. Tiếp tục đó là con vang EF5. Con này được OEM by Chipart. Đây là một dòng vang số cũng khá là cao cấp. Đây, các bác có thể xem đồng bộ toàn bộ thiết bị mic vang đẩy rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Đây là sub Kureri. Tiếp tục đến quá trình anh em đấu nối thiết bị. Đây, hai loa, một sub. Thank you.
bằng cầu ca tiếng cười, tìm mùi trong giấc mơ dù bận quăng chưa I'm